Chiều ngày 12 tháng 2 tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quỹ vì Biển đảo Việt Nam đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quỹ, trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quỹ chủ trì hội nghị. Năm 2019, Ban Chỉ đạo Quỹ vì Biển đảo Việt Nam được kiện toàn tổ chức và hoạt động theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo được thành lập theo đúng quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hoạt động tích cực đúng chức năng nhiệm vụ. Kết quả đã tiếp nhận được trên 2 tỷ đồng tiền mặt. Tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhà đại đoàn kết đảo Đá Tây A, nhà văn hóa đa năng đảo Đá Đông A, đảo Tốc Tàn C và một số trang bị vật chất khác, tổng trị giá 129 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa tinh thần, thể thao, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống làm việc trên các tuyến biển đảo Tổ quốc. Năm 2020, trước tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp mới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển ngày càng cao, công tác tuyên truyền vận động quản lý sử dụng Quỹ vì Biển đảo Việt Nam phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quân và dân trên các vùng biển đảo Tổ quốc. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đóng góp sửa đổi quy chế quản lý sử dụng Quỹ vì Biển đảo Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đời sống của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc huy động xây dựng quỹ, tiếp tục xây dựng hoàn thiện trang thông tin điện tử của Quỹ vì Biển đảo Việt Nam, vận hành chạy thử, xin phép Bộ Thông tin và Truyền thông cấp sớm phép đi vào hoạt động hiệu quả.